ta thường về Huế để tìm kiếm những sự an yên. Dường như mảnh đất cố đô ấy luôn chào đón người lữ khách bằng vẻ hiền hòa dũng dĩ, để đôi khi chỉ cần thong dong dạo bước trên những con đường rợp mát bóng cây, hay lang thang những lâu đài thành quách thuở nào, nơi in hằn bóng thời gian trên từng cảnh vật, bỗng thấy đời trôi như chậm chậm lại, bình yên đến lạ. Có một điều khá đặc biệt mà có lẽ ít khi gặp ở những nơi khác, đó là Huế cũng có một mùa xuân riêng. Mùa xuân ở Huế kéo dài từ tháng 1 đến cuối tháng 2. Đây là thời khắc chuyển tiếp giữa mùa, khi cái lạnh tan dần, nhường chỗ cho nắng ấm của ngày mới, mùa mới, và khắp nơi nơi trên mảnh đất bình yên ấy, người ta nhận thấy một lớp áo mới được khoác lên, căng tràn sức sống, nhưng vẫn phảng phất nét e lệ ưu tư. Dường như Huế mùa nào cũng đẹp, mùa nào người ta cũng có thể cảm nhận được thời gian đang chậm chậm trôi trên từng cảnh vật, với những đền đài lăng tẩm nguy nga, minh chứng cho một giai đoạn hoàng kim trong quá khứ. Cung đình Huế, chùa Thiên Mụ, Lăng Khải Định, Minh Mạng và Đại Nội Hoàng Thành, những địa danh mà đến Huế rồi ta chẳng thể không đi và chiêm ngưỡng vì nét đẹp kiến trúc một thời, lắng nghe những câu chuyện kể từ xa xưa, và chợt thấy phảng phất trong tim dấu ấn thời gian ngưng đọng lại. Khi vừa mới đặt chân đến Huế thì cái việc đầu tiên Vân Anh làm đó chính là tham quan rất là nhiều cảnh đẹp tại Huế, chẳng hạn như là sông Hương nè, chùa Thiên Mụ nè. Và bây giờ là lúc để chúng ta trải nghiệm ẩm thực, bởi vì bên cạnh những thắng cảnh thì Huế còn nổi bật về nền ẩm thực nữa. Và khi nhắc đến Huế thì Vân Anh rất là ấn tượng về tất cả các món bánh như là bánh bột lọc nè, bánh nậm nè. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng ghé chân ngay tại quán này để cùng thưởng thức nhé. Huế, mảnh đất cố đô không chỉ nổi tiếng bởi sự nguy nga tráng lệ của các làng tẩm, nét dịu dàng thơ mộng của thiên nhiên non nước hài hòa. Huế còn là kinh đô ẩm thực, làm khách du lịch say lòng. Các món ăn ở Huế dân dã bình dị, như chính nét đẹp duyên dáng của người miền Trung vậy. Dù trong nhà hàng sang trọng hay đang ngồi ở quán cóc ven đường, khách du lịch vẫn cảm nhận đủ đầy hương vị đặc trưng của Huế, không lẫn vào đâu được. Ví dụ đây là bánh nậm bột lọc thì sẽ đi với nước chấm này, đây là bánh bèo, đây là bánh cuốn. Còn đây là nem lụi nha mọi người. Nem lụi thì sẽ chấm với mắm, chắc là mắm nêm. Ăn hết tất cả Huế, Vân Anh, người dẫn chương trình của Nếm Đấu, đã từng tuyên bố như vậy khi bạn ấy được đặt chân đến Huế với đôi mắt háo hức. Tất cả các món thì Vân Anh vẫn thích những món mà nó gói bằng lá hơn, bởi vì đây là cũng là một món truyền thống của người Huế. Nhưng mà ăn như vậy vẫn chưa no, bởi vì Vân Anh còn có hẹn ăn trưa tại nhà của một người bạn ở Huế nữa. Chúng ta cùng đi đến nhà người bạn đó xem sao nha. Và vừa rồi thì Vân Anh cũng đã thưởng thức một số món dân gian nổi bật của ẩm thực Huế. Ngoài ra ẩm thực Huế còn là sự kết hợp giữa ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian, bởi vì đây vốn trước đây cũng là nơi kinh thành Huế. Và hầu hết những người phụ nữ tại Huế thì họ rất là đảm đang và khéo léo. Trong mâm cỗ của họ thường có rất là nhiều món tiếng vua và ai cũng biết làm hết. Sắp tới đây thì Vân Anh sẽ đến gặp Loan là một người bạn của Vân Anh, là top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2016, để xem là gia đình Loan đang chuẩn bị không khí Tết như thế nào nhé. Lan ơi! Hai chị Vân. Chúc mừng năm mới. Mời chị Vân nha. Cô chào chậu năm mới. Chúc mừng năm mới hai bác ạ. Đây là con có mua sẵn một số đặc sản Hà Nội. Đây là cốm, con gửi tặng coi như là mừng năm mới hai bác nha. Cô cảm ơn, cô mời chậu bao nha uống được. Đâu năm mới. Người Huế hiếu khách quá. Đây là thấy bàn của mình là có bánh mứt trái nhiều quá là thấy không khí Tết rồi đó. Cô mời chậu dùng trà uống mứt là cái cổ truyền ở Huế. Là trong đi có là mứt dưa. Cái này là mứt dưa này. Cái này là cũng là dưa non mà pha với sầu riêng. Còn cái này là bí, là cái cổ truyền của Huế là hạt sen. là Huế năm nào cũng là ngày xưa chứ là ví dụ như là cuối năm mới đầu năm mới là Huế thường xuyên là hay có những món này. Chứ cô mời cháu dùng thử. Dạ. Mọi người dùng chung với nhau. Rồi mời em cũng được. Dạ. Quỳnh Loan, người đẹp nhân ái của Huế trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Hiện cô vẫn sống tại Huế cùng ba mẹ. Loan rất yêu thích ẩm thực Huế. Người phụ nữ Huế thường vào bếp nấu các món ăn cho gia đình hoặc những ngày Tết giỗ chạp. Và Loan cũng như vậy. Nhà Loan đang tất bật chuẩn bị cho mâm cỗ cúng ngày 30 Tết. Mâm cỗ Tết dân cúng ông bà tổ tiên của người Huế rất cầu kỳ với nhiều món ngon. Miền Trung nằm giữa dải đất hình chữ S, vì vậy chịu ảnh hưởng giao thoa văn hóa của cả hai miền Nam Bắc. Điều này thể hiện rõ nhất trong văn hóa ẩm thực. Trong đó, Huế chính là cái nôi của nghệ thuật ẩm thực, khi một thuở nơi đây là kinh đô nên có sự pha trộn giữa ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian. Mâm cỗ chia ra món mặn như thịt dầm mắm, nem chả tré, thịt đông, thịt kho tàu, cuốn ram, thịt hon, thịt phay hay còn gọi là thịt luộc, tôm chua. Chưa kể, mâm cỗ không thể thiếu các món bánh tráng, rau sống cuốn. Cô giới thiệu về em là nem công chả phượng, là thay vì là cái món ăn đi là nem công chả phượng ngày xưa là vua chúa là dùng được thôi, cho người dân thường mình là không thể dùng được. Dạ. Nên chỉ là cái món ăn đi thay thế cho những cái thịt thắng heo á là chế biến, còn món này á là bánh tét ăn với là dưa món là cái cổ truyền của Huế từ xưa nay. Còn cái món chả giá đi á là cô tận dụng cái giá, cái thủ để cô làm món chợ giá, là cái món này là còn món mình tự chế. Dạ, nhìn thấy kỳ công quá, tại vì con ấn tượng nhất là cái món này nè. Nem công chả phượng thì nghe cũng rất là nhiều, giờ cảm giác như là mình là vua chúa mình ngồi mình ăn vậy. Đây là thường là nem công chả phượng là chúng ta sẽ gồm 1, 2, 3, 4 món này. Đây nhìn nó rất là đẹp, vui đây. Cái này là cô tự làm luôn. Cô tự làm. Cô tự làm cái này luôn. Trong đây là có cái gì? Trong đây là thịt thắng heo xay ra, và nấm mèo, và trứng, về cái rốt, về giá heo, về là gia vị. Sau mình cuốn lại, mình gói, mình hấp, sau mình cắt ra. Mọi người dùng thử nha. Rồi em dùng. Ôi ngon quá, con thích món này nè, con thích món này. Dạ được, con thích ăn cay lắm. Nghệ nhân Mai Thị Trà dù đã ở tuổi 82 nhưng vẫn giữ cho mình bước đi khoan thai quý phái. Gương mặt vẫn phảng phất một thời gia nhân. Bà xuất thân trong gia đình quyền quý, ông nội là thầy giáo của vua Duy Tân. Cha bà là quan tri huyện nên việc dạy nữ công gia chánh cho con gái rất được mẹ bà Trà chú trọng. Khi nói về ẩm thực cung đình, có lẽ không ai hiểu nhiều hơn bà. Như đã hẹn, Quỳnh Loan dẫn Vân Anh đến gặp bà để giúp Vân Anh hiểu rõ hơn về ẩm thực Huế. Chú chào bà. Chào em. Vì chị và chị Vân Anh, đây là bà Mai Thị Trà, là nhà giáo dạy văn. Thì ngoài cái công việc đó thì bà còn là một nghệ nhân về ẩm thực ở Huế. Thì hôm bữa là con có tới nhà Loan thì con cũng ấn tượng về cái việc là bày mâm cỗ rồi không khí gia đình tại nhà Loan, cho nên hôm nay là con bảo Loan là phải tìm được một người nào nắm rõ nhất là về không khí gia đình này, đặc biệt là về mâm Tết cổ truyền như thế nào để có thể giới thiệu cho con. Thì cũng cảm ơn Loan đã giới thiệu bà. Thường là trong mâm Tết cổ truyền sẽ có một vài món là món chính, dù bất kể là chúng ta giàu hay nghèo là đều bắt buộc phải có. Vậy thì những món đó là món gì vậy bà? Trong các cái mâm cỗ thì bao giờ có những cái món sang gọi là nem chả, rồi có chả phượng, rồi có cái món mà thịt phay, tôm chua, cái đó là món Huế không thể nào mà quên được trong tất cả các cái mâm cỗ. Thịt phay dưa giá hoặc là thịt phay tôm chua với vả rau sống hay là chuối chát rau sống, thì cái đó là cái cổ truyền không bao giờ thay đổi. Và cho đến nay là vẫn còn tiếp tục duy trì như vậy. Bên cạnh đó thì có cái như thế này, ngày xưa nem công chả phượng chỉ ở trong cung đình và các nhà quý tộc. Nhưng mà thực chất nem công chả phụng không phải là làm hình con công hay là con phụng với là cái nguyên liệu là thịt heo, mà thực chất nem công là làm từ thịt của con công và chả phụng làm từ thịt của con phụng trị, và đó là nó không phải tạo những cái hình thái của con công tịa hay là con phụng tịa hình. Nhưng mà bây giờ thì nem công không có được con công, cũng không có được con chim trị để làm. Thứ nhất là hiểm, và thứ hai nó là cũng cầu kỳ lắm. Bắt buộc tiếp theo đó là món thịt phay, tôm chua với rau sống chua chát và hoặc là dưa giả với nước mắm trong. Con cảm ơn ba vì cái sự chia sẻ của bữa ăn mắm tẩy cổ truyền của cho con và chị Vân Anh. Thì nhưng đây thì em cũng muốn giới thiệu với chị Vân Anh thêm một người nữa, đó là còn một người nữa của nhà hàng Cung Đinh, đó là chị Thanh Khuê. Thì chắc là mình sẽ đi luôn á. Con chào bà. Em chào chị Khuê. Xin chào. Em chào chị ạ. Đây là giới thiệu với chị Vân Anh, đây là chị Thanh Khê. À, chị Thanh Khuê. Vâng. Chị đây là đầu bếp trưởng của nhà hàng Cung Đinh. Chào chị ạ. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Tại vì bữa em ở Nhà Loan đó là em đã thưởng thức được món nem công chả phượng này nha. Xong Lan còn dắt em đi gặp cô Trà nữa, là cô chia sẻ rất là nhiều điều về mâm cổ của Tết cổ truyền người Huế. Thì ngày hôm nay là Loan giới thiệu chị Khuê, chắc là em phải nhờ chị Khuê hướng dẫn cho em và khán giả của VTC9 về cách làm món nem công chả phượng ạ. Được rồi, nem công chả phượng đó là món của vua Hán thời xưa và cũng là nằm trong cái mâm cỗ Tết của các gia đình ở Huế. Cho nên là nếu như mà muốn xem học món nem công chả phượng thì Khuê cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Dạ, thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu. Dạ rồi. Thế thôi ạ. Xin mời chị. Điểm đến ngày hôm nay là chợ Đông Ba. Nơi đây được xem là một khu chợ nổi tiếng nhất khi đi du lịch tại thành phố Huế. Với bề dày hơn 100 năm tuổi, chợ Đông Ba là khu buôn bán sầm uất với đủ các loại mặt hàng, đặc biệt là các món ăn mang đậm chất địa phương này, như với bánh trái cây, bánh lọc, bánh mì Huế, các loại mắm chua hay thịt lợn. Vân Anh ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm, tò mò và phấn khích. Nguyên liệu của món nem công chả phụng rất là nhiều. Vâng. Tại vì trong đó là trong diện nem công chả phụng để tiệm vua thời xưa là có gồm có bò lá lốt, nem rán và chả phượng hoàng. Nhưng mà nguyên liệu của bò lá lốt và nem rán thì mình đã làm ở nhà, chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Bây giờ là mình chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu, đó là chuẩn bị cho món chả phượng hoàng. Vâng. Đó là gồm có những lạp xưởng Huế. Lạp xưởng Huế. Vậy là món đầu tiên chúng ta đã tìm được nguyên liệu là lạp xưởng. Món tiếp theo là chúng ta sẽ đi mua nạc quết. Vậy thì bây giờ mình sẽ mua ở đâu chị? Bây giờ mình sẽ vào hàng thịt để mình mua nạc quết đó. Vậy mình đi mua nha Loan. Giá nạc quết của mình ở đây. Đây là mình của mình, đây là đây nạc quết của mình, muốn mua ngon. Quất ngon. Đó, nạc quết ngon như cái màu rất là tươi. Đây cái màu. Đây chị Khuê nói quất ngon thì nó sẽ có màu tươi như thế này, mà màu tươi là như thế nào ạ? Tức là nó dẻo, nhìn cứ như là bột vậy chị nhỉ? Màu con cái màu đặc quả là như này cũng ngon. Đây chúng ta đã có 300g giò sống để chế biến món nem công chả phượng. Nguyên liệu tiếp theo là gì chị? Nguyên liệu tiếp theo của mình đó là mèo khô, nấm mèo, trứng vịt, trứng vịt. Tại sao không dùng trứng gà? Trứng gà là nó cũng có đồ dái và nó cái lông nó cũng đỏ và trứng vịt. Dạ. Trứng vịt nó dái á. Có cách nào lựa phân biệt không? Tại vì em thấy sợ nấm Trung Quốc có chị. Không, nấm này là nấm Việt Nam chứ còn nấm Trung Quốc. Đó. Đây là hai da em nè, nấm hai da là nấm cùi sáu á, nấm này là nấm đẹp đấy. Nấm hai da là nấm hôi, mình dâm đi lần có cái. Mình dâm lúc mình dâm ra là mình luộc ra được hai lớp. Chúng ta có đủ những nguyên liệu cần thiết để có thể chế biến món nem công chả phượng. Và được miễn phí thêm 2 gói kẹo của chị Khuê mua tặng Vân Anh, đặc sản của Huế nữa. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ tới Cung Đình Huế để chị Khuê sẽ bắt đầu chế biến món này nha. hôm nay đi chợ rất là vui, bởi vì ngoài chuẩn bị những nguyên liệu cho món nem công chả phượng thì Vân Anh còn khám phá ra được là ở chợ của chúng ta có rất là nhiều món lạ mà chắc là trước đây Vân Anh cũng chưa từng thấy bao giờ, mà chỉ có ở Huế mới có thôi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính. Ngày hôm nay là như chị Khuê đã hứa, chị Khuê sẽ thực hiện cho Vân Anh món nem công chả phượng. Vậy thì nguyên liệu đầu tiên là gì ạ? Trong diện nem công chả phượng của mình có rất là nhiều món, nhưng mà những món mà như là bò lò lột, nem rán và chả và tôm bao là Khuê đã chuẩn bị sẵn, cho nên bây giờ mình chỉ có Khuê chỉ giới thiệu món chả phượng hoang. Đó, chả phượng hoang không nguyên liệu là hôm nay mình chỉ làm món chả phượng. Đúng rồi, do thời gian cho nên mình chỉ làm món phượng hoang. Mà chả phượng hoang là nguyên liệu của nó bao gồm là trứng vịt và nạc quế, nấm mèo, lạp xưởng, đậu cô ve và cà rốt. Và bên cạnh đó là mình có thể lấy một chút màu từ nghệ tươi mình sấy ra đó để cho có cái màu vàng rất là đẹp. Chị Quế ơi, xưa khi nhà em á, những cái nguyên liệu như thế này thì phải sơ chế quá, ví dụ như là phải luộc quá, thì không biết là ở đúng rồi, những cái nguyên liệu như đậu cô ve và cà rốt là mình phải luộc quá, nước sôi xong mình chưng là nước lạnh cho nó sánh cho có màu sắc đẹp, giữa màu sắc. Còn nấm mèo là mình mua nấm mèo khô về là mình ngấm cho nó nở ra. Đó, mình chọn những cái nấm mèo thẳng và to để mình làm cho đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước gì đầu tiên chị nhỉ? Bước đầu tiên chúng ta sẽ luộc cà rốt và đậu cô ve nhá. Nước đã sôi chúng ta sẽ bỏ đậu cô ve và cà rốt vào. Dạ vâng. Các bạn nên nhớ là đậu cô ve nó chín rất là nhanh. Dạ. Còn cà rốt của chúng ta là chín chậm hơn đậu cô ve, cho nên mình luộc mình vớt đậu cô ve ra trước. Vâng. Còn cà rốt mình để làm mình vớt sau. Còn hấp nữa, cho nên quý vị yên tâm là chúng ta chỉ cần luộc 1 phút thôi. Nếu như mà chúng ta luộc chín quá thì nó bị nhừ, thì cuốn cũng khó, đúng không? Mà cái màu sắc nó không được dừa được, màu sắc đẹp. Màu sắc không đẹp. Mà chúng ta sẽ bắt tay vào làm bạc trứng để mình làm cánh chả phượng. Là mình sẽ đập trứng ra, lòng đỏ mình tách riêng, lòng trắng mình sẽ tách riêng. Vì mình sẽ làm cánh hai màu, một lớp là màu trắng và một lớp màu vàng. Như cánh phượng hoa, chả phượng hoa mình rất là bắt mắt, rất nhiều màu. Bây giờ mình sẽ đánh và mình sẽ bỏ một chút màu nghệ vào cho nó vàng rồi đẹp. Ở trong cái bạc cánh này á, mình sẽ bỏ một ít bột nắng. Vì bột nắng là làm cho cái cánh nó dai. Cái dai cánh nó sẽ không bị rách, không bị bể, cánh rất là đẹp. Đó, lông cẳng của mình nha. Mình lọc qua đây, mình cũng lọc qua đây để mình chọn những cái vỏ cục như thế này. Đó, mình chọn những vỏ cục vừa cho chảo nóng. Vì mình lo cái cạnh mình phải cần chảo nóng. Chảo để mình khi mình phết dầu lên cái cạnh khi mình đổ cái bạc cạnh nó sẽ lóc lên. Không nó sẽ dính chảo. Mình sẽ bỏ dầu lên sau khi chảo nóng. Bỏ dầu sau khi chảo nóng, mình chỉ có không phải mình đổ luộc dầu nhưng mà mình chỉ cần quạt một tráng sơ đúng rồi dính chảo thôi. Chảo nóng rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ cho ít dầu thôi nha quý vị. Đúng rồi, mình sẽ cho một ít dầu vào đây để mình tráng chảo. Như đây thôi. Khi mà mình tráng cái chảo nóng rồi thì mình đổ bớt cái dầu trong ra. Vâng. Chắc ra ngoài. Đúng rồi. Rồi sau khi chảo đã nóng, chúng ta sẽ tráng cái trứng lòng đỏ này trước. Rồi tráng thật mỏng thôi đúng không chị? Rồi mỏng. Lửa thì như thế nào chị? Lửa đầu là mình cho lửa to. Sau lần mình sẽ cho lửa nhỏ lại để cái cánh nó không bị cháy mà nó sẽ được chín cái cánh. Mình làm cho cái cánh nó tròn ra. Rồi chị quay qua bên đây này. Nó tròn ra, nó to. Để khi làm cánh nó sẽ có dòng nước. Đây là cái cánh chúng ta phải trải thật là đều cái bề mặt chảo như thế này thì cuốn mới dễ. Bây giờ mình sẽ để lửa đó cho nó lắc cái cạnh lên. Wow. Đó là cái bạc màu vàng của mình nghe. Đây. Cái bạc màu vàng và sau đây mình sẽ đổ cái bạc màu trắng. Và mình sẽ đổ cái cạnh trắng này vào. Có nhiều thế chị ạ? Mình sẽ tráng đều không ạ? Mình tráng đều ra. Dạ. Ồ. Mỏng rồi sau đó từ từ dần. Cái này phải đều tay lắm đây. Đúng rồi. Wow. Cái cạnh màu trắng rất là đẹp. Ôi thích quá. Dạ, hơi từ từ. Wow. Cái chín mình sẽ lấy ra. Chúng ta sẽ thấy hai cạnh một màu trắng một màu vàng rất là đẹp. Và sau đây là mình sẽ làm cái cánh phượng hoang cho các bạn xem nhé. Khi mình làm mình sẽ lật ngược cái mặt dĩa chảo á, là mình lật vào trong Còn cái bạc trắng đẹp lắm mình để sẽ để ra ngoài. Sau khi mình làm mình sẽ gấp tay mình dọc được. Bây giờ là Khuê sẽ làm đây các bạn sáng đi chợ là biết là quýt đó đúng không? Là quýt mình sẽ bỏ một lớp mỏng ở trong này. Như là nói như là một chất kết dính á, để cho hai lớp cạnh nó dính vào nhau nó sẽ không bị rơi. Khi mình hấp lên mình cắt ra nó sẽ không bị rơi. Là mình chọn một lớp mỏng thôi chị ha. Một lớp mỏng thôi, những cái dạng mình hô dạng á, dạng những cái dạng đó. Bây giờ là mình sẽ lại đây nấm beo mình sẽ ngấm rồi mình sẽ lừa những cái to bằng phẳng to rất là đẹp. Đó là miếng to. Đây là to đẹp. Phải lọt vào. Rồi ok. Đấy. Như đây là mình sẽ được ba lớp, ba màu, màu vàng, màu trắng, màu đen. Và tiếp theo là bây giờ là nạc quýt mình sẽ dùng rất là nhiều. Mình làm một đường ở giữa, mình chạy một đường giữa. Nhớ nha mọi người, đây mọi người chú ý cái này nha. Chúng ta phải chạy một cái đường giữa để lát nữa mình cuộn mình sẽ cắt ra cho nó dễ. Đúng rồi, mình làm đường giữa là tạo nên giọt nước. Để mình bỏ những cái nguyên liệu của mình vào, đó là cà rốt, đậu cô vé và lạp xưởng vào. Và bây giờ là Khuê sẽ cắt cái lạp xưởng này ra như cái đậu cô vé và cà rốt. Cho mình không để cái cây tối này rất là xấu. Mình cắt hình, mình cắt thỏi như ngón tay, như cà rốt. Đúng rồi, như cà rốt và như đậu cô ve. Mình sẽ bỏ vào. Là chúng ta có màu đỏ của lạp xưởng, màu cam cam đã đỏ của cà rốt, đây là màu xanh xanh của đậu que, một tí đen đen của nấm mèo, hồng hồng của giò sống. Ôi đẹp quá, bây giờ chúng ta sẽ cuốn đúng không chị? Đúng rồi, mình sẽ cuộn lại. Lúc mình cuốn mình sẽ giữ tay mình cho chặt. Giữ chặt nha, dọc nước. Cuốn thật là chặt tay nếu như chúng ta muốn cuốn nó đẹp. Tạo thành dọc nước. Vâng. Mình sẽ lại dùng tay mình nặn lại. Mình nặn làm sao cho nó đừng rách cái bạc trứng của mình. Không rách bạc trứng mà lại tạo thành dọc nước. Bởi vì cái đó khi mình cắt ra là sẽ còn những cái đuôi cạnh như thế này. Dạ vâng. Đuôi cạnh đó. Và sau khi nước đã sôi thì mình sẽ bỏ cái cạnh của mình vào hấp. Dạ. Mình hấp trong vòng tầm nửa tiếng. Dạ. Nửa tiếng với lửa nhỏ là nó sẽ chín. Thì em sẽ bỏ ra cho chị nha. Đúng rồi. Để sôi mình sẽ bỏ vào. Mình hấp. Nhưng mà các bạn lưu ý nghe, khi mình hấp mình không được đầy kín nắp như thế này. Tại sao ạ? Bởi vì khi đầy kín nắp là sẽ hư cạnh cái cạnh, khi mà kín hơi nó sẽ bị rộ, nó búng lên. Nó không được nguyên về cái cạnh của mình nữa. Mà mình sẽ cho nó nắp hơi như thế này. Mình hấp trong vòng bao lâu chị? Mình hấp trong vòng nửa tiếng là cạnh sẽ chín. Nửa tiếng. Bởi lửa rất là nhỏ, không được lửa to. Lửa nhỏ nha mọi người, nhớ là hấp cái này lửa nhỏ thôi. Nửa tiếng thôi. Bây giờ mình lấy ra thôi chị. Bây giờ sau nửa tiếng thì cạnh của chúng ta sẽ đã chín rồi. Lấy từ từ ra, em sợ nó bể. Rồi, đó, cạnh của chúng ta sau nửa tiếng đã chín. Wow, hấp dẫn quá. Và chúng ta sẽ cắt và bay lên cái dĩa nem công chả phượng này. Đây khoan, nhưng mà trước khi cắt là em thấy nhiều món khác lạ quá. Bây giờ chị giới thiệu những món còn lại cho em xem với. Trong một dĩa nem công chả phượng của mình gồm có rất nhiều món, đó là chả nướng và nem rán, bò lá lốt và tôm bao. Và cạnh đó là sau khi đó chúng ta sẽ cắt cái cạnh này, chúng ta một cái cạnh phượng hoa rất là dai, đẹp. Và tôi xin nói sơ qua về cái bò lá lốt nướng của Huế. Mình sẽ cuộn lá lốt vào. Mình đấy là tôi đã làm sẵn rồi, cái làm sẵn rồi đấy là mình nướng lên. Mình nướng nó sẽ được một cái dĩa bò lá lốt rất là đẹp. Còn đây là tôm bao. Tôm bao là mình lựa tôm thẻ rất là tươi và mình sẽ luộc bớt phần đầu, phần vỏ đầu ngoài đi, mình đưa lại cái đuôi cho nó đẹp và mình sẽ lấy bánh rễ. Chúng ta cắt cánh. Khi mình cắt là mình cắt dứt điểm á. Mình cắt dứt điểm để cho cái cạnh nó được sắc, cho nó không bị sần sùi. Rồi bây giờ mình sẽ xếp vào. Wow. Xếp thành hình một cái cánh. Đúng rồi, xếp thành hình một cái cạnh phượng hoa bằng. Thật ra thì nó cũng không làm quá là cầu kỳ. Rồi, cũng dễ đúng không? Vâng, rất là đơn giản. Khi mình không biết làm, những cái việc làm rất là dễ. Món của chúng ta đã hoàn thành xong, nhưng mà thật ra thì bản thân Vân Anh thấy điều mà làm nên ấn tượng cho cái món ăn này đó chính là khâu trang trí. Nguyên một cái con công con phụng rất là đẹp. Lan bảo là Lan đang rất là đói rồi. Chúng ta cùng ăn nha. Rồi đây. Okay. Đây. Ngon không á? Còn hôm bữa ăn ở nhà Loan là đã thấy ngon rồi. Và tay chị Khuê là tôm phun còn ngon hơn rất là nhiều. Cái món này là món cũng là chả phụng đúng không chị? Đúng rồi, chả phụng. Nhưng mà mình sẽ làm đơn giản hơn, chỉ có giò và lạp xưởng thôi như thế này đây. Mình làm rất là đơn giản. Như mọi người có thể thấy chỉ có giò và lạp xưởng thôi. Nếu như chúng ta không có mua nhiều nguyên liệu thì chúng ta có thể làm đơn giản như thế này nha. Mình có thể biến tấu được rất là nhiều kiểu. Ở nhà thì em không có làm được cầu kỳ như thế này, nhưng mà đến đây thì được từng mắt chứng kiến chị Khuê làm thì em cảm thấy rất là ngon ấy. Kinh ngạc, bởi vì mình có thể làm ra được những cái món rất là phong phú và cũng rất là tinh tế nữa. Em cũng muốn ăn thì tất cả các ở đây đều ăn với nước mắm chua ngọt. Tất cả các món ở đây mình có thể ăn với nước mắm chua ngọt. Khi mọi người có thể thấy đó, chỉ trong vòng thời gian cũng khá là ngắn nè, và cũng nguyên liệu cũng rất là dễ kiếm, không phải là quá là sang trọng xa xôi gì cả. Chúng ta có thể chế biến được món chả phụng như thế này. Những món còn lại thì Vân Anh nghĩ là chúng ta cũng có thể tìm mua, chẳng hạn như là chả giò nè, bò lá lốt nè, tôm chiên nè, cũng rất là quen thuộc với mọi người rồi. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Khuê đã giúp cho chương trình cũng như đã giúp cho Vân Anh tìm hiểu thêm về một món ăn được xem là đặc sản mà chỉ có quyền quý mới ăn được. Ngày hôm nay cảm giác như mình được hóa thân là hoàng thần luôn rồi, vua chúa vậy đó. Cảm ơn chị Khuê rất là nhiều. Cảm ơn Loan, cảm ơn anh rất là nhiều.